Anu nhạt của rụng nâng chung rệp xúa ở lục lục xây nẹ đen cả nhà nâng bởi mật tiên ở khá chia tì mấy trời. Rụng phẩm nà, cỡi bì khớn mên mùa hà chốn xa xa bà ôn xây. Mẫn đạch bì mọt sạp tái nề bẹc mí. Bạp thá nâng dọc bà ôn xây mục thót nờ phần nông bình hơi. Bớ dông tám cái nẹ này Facebook ở rộp bọt nề bẹc mí ban xa xe bạp ở nâng thà. Ta miễn bong bà ôn ná xoan lê khu mùi xây mà nẹ nì ơn. Khi nhóm chong hai quạt thót nờ thằng ngày sống. Tì mọc phí khẳng mục nì. Cái bị bàn đấng còn lại bà ốn, nữ nâng bàn xoá lịch bà ốn nề bẹc mí bàn xa xế khăn nông comment thà. Ở cún bọn bà ốn, khá nhóm tệ tốn khá mùi xảy bàn hơi. Thì ngày tì đọc rằm buồn ní, quát lăng một phần nông bính chưa mùi mặt này rộp bà khá mùi. Mông xa nạ nớ bà tệ khá nhóm. Thì ngày tì mù phí khá nhóm thọt tài mặt đồn. Hơi nâng phốc khá nông bèl chạp chạp, ở cún bọn bà ốn đàl quòm trô. Cái bị khởi xa ở tiếng này mùa hà chôn chế tràn bật chế rùm phợp chung nô bà ôn, nâng chô rùm trời ở trong bụng bà ôn. Bên này mình áo các bành chanh xa mặt tập hiếp khăn nông vị thầy xa lập bác đài bà ôn xa lạnh hơi. Dớn rộng chăm mờ tiếng ở khăn nề tha tớ, bà ôn mình xa mặt tập hiếp bốn nà. Án cho yốt chung nạp ở rõm, ở rộp bọc bà rì mật dớn bàn tiệt đài rử tê. Còn tới tực một rộp bọc bà ôn, bố xâm bò rộp bọc bà ôn tùm rộng một mọt rộp bọc bà ôn. Thôi ôi mùa hà chốn chạp ở rộng phê tử hơi. Anh chấn miền tái tam đán chìa bần tỏ tiên. Cha hơi tệ tôn nâng bồ rộng mình đi đáy có xôn bình chọp tại trâm nỉ. Anh lỡ dừng nghệ mục tam đán bồ rộng mình chìa bần tỏ tiệt đà tệ tôn tử nâng. Mình thôn đà, thơ lọc tái kê mơ ngay bì mùn mốt chìa mùn cỏ. Bên lý đà ra công plan lọc bấy mì ngó lắm. Tênh bà tệ thơ mấy chùm đòn mặt đài ai tự tập hiệp khăn khăn vĩnh. Bất chế cu ở trong rụt nâu. ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានទស្សនានិងស្គាល់នៅតារាកំប្លែងជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលកម្ពុជាយើងនិយមហៅថាអូនងុលដែលមានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនបានស្គាល់បន្ទាប់ពីបានចូលរួមសម្ដែងថតឬវីដេអូបែបកំប្លែងនិងមានភាពជោគជ័យរួចមកថ្មីៗនេះស្រីងុលបានចំណាយថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនសងផ្ទះថ្មីសម្រាប់ម្ដាយផងដែរ ក្រោយបង្ហាញផ្ទះថ្មីទៅកាន់ម្ដាយរួចគេឃើញទឹកមុខម្ដាយនាងបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រំភើបនិងស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខតែម្ដងបងនេះទៅមើលទៅទៅភាពផ្ទះថ្មីក្មេងស្រីរូបនេះវិញឃើញថាផ្ទះនាងពិតជាប្រណិតនិងមានបរិយាកាសល្អហើយធំទូលាយថែមទៀតផងចាមិនធម្មតានោះទេមីងុលដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តទស្សនាតែងតែហៅបែបនេះឥឡូវបានសង ផ្ទះនេះពិតជាស្រស់ស្អាតជាពិសេសការរៀបចំបែបទំនើបតែម្ដងអ្នកណាឃើញហើយក៏ចង់បានដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា